Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc. Lúc ngày hôm qua thì em Ngọc cũng không vào đây để chia sẻ cái tình hình nhà em Chí được, cũng như là nhà em Hùng. Vì hôm qua ở ngoài thị trấn cũng có một chút mưa, với ở trong bản cũng hơi mưa nhẹ nhẹ một chút và thời tiết ở không khí rất là lạnh. Có một cái đợt không khí lạnh mới ấy. Đâm ra hôm qua thì đội thợ ở nhà em Hùng cũng nghỉ và em Ngọc cũng không vào đây chia sẻ được. Hôm nay em Ngọc cũng vừa vào đến đây một lúc thôi. Hôm nay thì em Ngọc cũng vừa vào chỗ nhà em Hùng khoảng tầm 8-9 giờ. Nhưng mà thời điểm hiện tại bây giờ đang khoảng tầm 10 giờ sáng nhé quý vị nhé. Em cũng với em Bí Thư Gia qua bên này xem cái tình hình nhà em Chí để chia sẻ cho quý vị biết về cái tình hình san nền nhà của nhà em Chí. Em Bí Thư Gia thì đang cầm cái máy quay. Thì vào đến đây thì em cũng đã thấy là mấy anh em cũng đã san hết cái phần mặt bằng ở bên này, cũng như là nói chung là xung quanh hết ngôi nhà. Sáng nay anh em cũng chỉ là san lại những cái mặt bằng để sửa sang lại cho nó phẳng, và những cái chỗ nào mà còn đất cát các thứ ở đây thì anh em cũng vệ sinh cho sạch sẽ thôi. Còn ở đây thì nghe nói cũng chiều hôm qua ấy, thì là cũng làm xong hết rồi. Từ chiều hôm qua có nghĩa là chiều tối hôm qua anh em cũng làm xong hết phần trên này rồi nhá. Hôm nay anh em cũng chỉ sửa sang lại mọi thứ thôi. Tí nữa anh Ngọc sẽ chia sẻ chi tiết hơn một chút để về cái tình hình nhà em Chí cho quý vị xem nhé. Ở đây thì lúc ngày ở cái video trước ấy thì là quý vị xem ấy, thì là nó còn ở cái bức này này ra tiết ở đây, nhưng mà cả ngày hôm qua ấy, thì là em Ngọc cũng bận ấy, mình cũng không vào được. Thật ra là chiều hôm qua anh em cũng làm chắc là đến tối cũng gần xong. Sáng hôm nay thì anh em cũng có vệ sinh nốt những cái chỗ ở bên trong nhà này. Ok, cái này là dỡ cái cây cổ voi ra từ hôm nọ rồi. Ngọc cũng thấy là vệ sinh hết chỗ này rồi, cào sạch sẽ rồi. Tả ly này thì là nó cũng hơi mấy anh em cũng làm hơi thương thương xuống ấy. Với cả cái nền đất nó cũng cứng ấy, đâm ra cũng không lo ngại về cái vấn đề sau này nó sạt lở mấy. Bỏ ra như này chả ấy lắm chứ nhờ, chả lạnh lắm chứ nhờ. Lạnh ai ạ? Nhá, cái vật liệu hiện tại là ở đường kia người ta đang làm nhá, chưa có một số vật liệu chưa thể vào ngay được nhá. Đừng cái nhà đừng dỡ vội nhá. Bây giờ đủ vật liệu hoặc là bây giờ cũng gần giáp Tết rồi đấy, nếu chưa đủ vật liệu nữa, trường hợp giáp Tết quá thì sáng Tết mới làm được nhá. Ở sao mà thu chế nhá. Sao thu chế chả gì bé à, ủ chỉ tao nói à. Chỉ ở chỉ muốn chế nhau thế. Thì à, bé chế của tao thật thì sao tao thử. Còn là nếu mà nè trong khoảng này vị giá của chỉ cho chú hơn đó. Bạn có thể bé trong nhà là mà ta sẽ mà còn là nếu mà bé ủ hủ lại mà chú à ở khó mà yêu ý lúc trẻ trẻ chứ gì à bé mà ủ chỉ có ủ tạo thật thứ rộng thật thứ mà hả thì rộng thật đó nhá, xí xí rộng á. Nhá, không được dỡ nhà ra là không có chỗ ở đâu. Còn cái này ví dụ xong thì có thể là có thể ra cái miếng bạt là quê lại. Đèn đây liền mà khó đan này. Chưa phát bản thì nè, ủa tiền có khách kho mẹ cô không có tụ tụ bộ to tuổi chứ. Mà giờ thì chú ủa tiền bé chỉ tao phải ăn này. Xin đã khó trông là dạ thưa anh là chị cũng bảo rồi là sẽ cố gắng làm trong một hôm nay ngày mai là hoàn thiện cái mà bàn. Nhưng mà còn gì nữa còn còn cho vào đấy một tí nữa gì? Dạ vâng, không phải bên trong này là được rồi. Nhưng mà hai bên này là sửa sang một chút. Sửa sang một chút nữa xong để làm nốt ngày hôm nay thôi. Hôm qua em mà cũng có nhận được một cái món quà là có tên Mạnh Thường Quân gửi là Nguyễn Thị Nhi ở Hải Dương nhá, ở Thanh Miện Hải Dương có gửi lên cho nhà em Thò Mỹ Chí. Thì hôm nay em Ngọc sẽ vừa mang đến đây để tí nữa bác sẽ cho nhà em Chí. Có cái dao có gì bóc lên cho nhà em Chí xong có cái gì cho. Một liếm rồi. Đây có đây. Đây là cô nhị ở Thanh Miện. Đây là cô nhị ở Thanh Miện Hải Dương. Này nó dấu khoa hả? Chính dấu khoa mà chỉ dòng xe. Ở đây thì gồm có
dầu ăn này, hai chai dầu ăn, mì tôm này, bánh kẹo này, gì nữa nhỉ, còn cái gì trong này nhỉ? À đây, dưới này còn cái gì, muối cái gì này. Dạ dạ, muối. Em bóc bột lột. Dạ dạ. Cắm mắm nữa, cắm mắm. Có cả cắm mắm. Ôi dồi. Muối này. Muối nhiều lắm anh ạ. Cắm mắm này. Đấy, cái này là được, cái này cứ cho nhà em Chí đi để cho anh em hộ làm ăn. Vâng ạ. Cứ cho cả vào thùng đi em, cho lại vào thùng đi để em Chí cất đi, không được bỏ ra. Vâng ạ. Mình bỏ ra xem có cái gì nhiều thôi. Cho muối, cái muối này bỏ riêng ra, ra ngoài luôn. Muối cắm mắm này. Em cứ để đây xong rồi thì em Chí khất sắp xếp. Ấy bảo Chí vào đây, cảm ơn đến tất cả mà cái mạnh thường quân người ta gửi từ đây đấy. Đây là sao nè? Ở đây là cái của, ở đây mình thấy phiếu là của cô Nhị ở Thanh Miện, Hải Dương. Đây em già bảo là cái món quà này của cô ở dưới Hải Dương gửi lên cho, thì bảo em Chí cảm ơn đến cô ấy. Đó là quá trời khéo ô nè con này mà giờ ô phi trò nha thế ô phi bông trè thế mình tòng nè xe đọc tha xe đọc trè giờ thì ô xì xanh thế dòng xe ở bé sao đó mà uống này mà cho cho nhẹ tia tí là ngao giới tụ con rồi nửa giới tụ cho chỗ li à osa osa đây à nửa ba bé à nửa lời chùa cho nửa đại video à lời thứ ba số cho bé ta chỉ mà cho sinh cho phát cha osa si cho sinh tí là ngao ấy lọ chắc xin phao nhóm đậu phao u tí chỉ bỏ phao để tí chỉ bỏ để phao đi cả chắc xin phao bao lú tía bao xa tía thổi nhạt vừa chè tía uốn nay nhóm tròn nhảy thằng số kẻ tròn tu là phao chỉ bỏ bao tía vừa chè vừa phanh nè vừa tha nè vừa chè nè mua tập tập bỏ chia đậu nhà tí chỉ tì phao chứ chắc xin phao tía tì là nhau tía chắc xin phao tì là nhau tí chỉ tì là nhau tì là nhau là người ấy được thân bỏ bao bỏ lú thổi nhạt u thằng số kẻ tròn nhảy lại u chỉ mua khóa chỉ là ba nè người bỏ ba tía người bỏ thì ôn thiền thì tôi tối nọ tôi chỉ tị à chắc xin cháu tin là nhau sư. Vâng, cảm ơn cô ạ. Em dí lại cho em Chí là em Chí cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy, đã gửi những món thứ ăn cũng như là món quà thật là ý nghĩa trong khi làm nhà, nhất là cá, hai nữa là bọn trẻ. Thì cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy, gửi những món quà thật là ý nghĩa. Bản thân Chí thì cũng không làm được cái gì, bởi bây giờ ra Tết rồi. Thì cũng cảm ơn cô đã gửi những món quà thật là ý nghĩa. Thì cũng cảm ơn cô ạ. Và cảm ơn anh Ngọc đã là cái cầu nối để cô biết Chí và ủng hộ Chí những cái tinh thần, những cái cá thứ ở đây ta ăn luôn. Đó là con nên trẻ á mà thế là nấy lò mà kẹo ra bóc ra cho các cháu đi lò này. Cho các cháu mỗi lò nấy trẻ thưa anh nào đây vợ chị con này cho bón trẻ thì cho phi trò nhá, lấy dầu ăn các thứ ra bởi mì tôm ở trong thùng thôi. Đây phát kẹo cho các cháu ăn phát kẹo luôn hả nấy thùng ấy không. Đâu hai vợ chồng có đi ra bóc kẹo đi, bóc kẹo cho các cháu đi. Mỗi người một cái cho nó vui. Dạ, dạ được rồi. Đây còn mì tôm. Đây lò chưa phải thay thôi. Đi bảo Chí cất cái cá đi, tí lấy về dán cho mọi người ăn. Yên chỉ phải đỏ sơn thôi nha. Sơ xanh. Nó tha, nó tha. Xanh nha. Ừ, sao xanh nha. Sao xanh nha.
từ từ nhá, lo đi, lo đi. Phải bảo các cháu là xin bằng hai tay mới được. Sao xanh, ó xài tè, ó xài tè. Ó xài tè, ó xài tè nhá. Đây này, ó xài tè, được rồi. Ó xài tè nhá. Thò nhá, sao xanh. Sao xanh nhá. Đây, đây, đây. Ó xài tè, ó xài tè. À, sao xanh nha. Đấy, bé ngoan đấy. Chưa về đủ sao nhỉ? Tôi làm lòng lột cản á. Cháu đang đi học rồi hả? Vậy cháu. Lòng lòng lòng. Có thể bẻ nha. Sao xanh nha. Nhìn tôi à, sao xanh nha. Xong rồi, thừa cất đi cho các cháu ăn dần. Lòng này, sao xanh nha. Nhìn sao hay vậy? Lòng này vậy. Mày sao nè. Sao xanh nha. Hai sao xanh. Đấy, ngoan nha. Hai hai cho bé mà. Sao xanh. Sao xanh. Ừ, còn cái này đi bỏ bố mẹ cất đi cho các cháu ăn dần đấy. Còn cái này phần cồn và kẹo nữa. Con này cất đi cho các cháu ăn dần nhá, cũng là kẹo đấy. Má hả mua đó là ý tủ ý nó mua ý on chia sẻ à? Chỉ còn là tôi cần tao nhá. Chỉ bua thì là chỉ tôi cần tao nhá. Nhá. Được. Em Ngọc cũng vừa từ nhà em Chí lên đây, đến chỗ nhà bố mẹ của em Chí ấy. Thì hôm nay em Ngọc cũng xin chia sẻ một vài cái hoàn cảnh liên quan đến anh em nhà em Chí một chút nữa để cho cái nội dung nó phong phú hơn, là một hai nữa là cho tất cả các quý vị xem trên kênh cũng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của đại gia đình nhà em Chí, là có bao nhiêu anh em cũng như là cái hoàn cảnh của các anh em như thế nào. Thì trước thì em cũng có chia sẻ một lần lên là nhà em Chí thì có tất cả có 8 anh em ruột. 8 anh em là con trai nha quý vị nhé, còn 3 chị em gái nữa, là tất cả có 11 người con. Đây là cái nhà bố mẹ của em Chí. Còn nhà em Chí em Xá thì ngày trước em cũng chia sẻ một lần này quý vị biết rồi. Đây mẹ Chí cho lợn này. To nhỉ, con này to, con này phải tạ dưới không hết đấy nhỉ. Tạ đến tạ dưới không? Không dậy được sao ấy? Không dậy được rồi. Chắc tiếng à? Chắc tiếng. Không phải con nhà con mông nhỏ nhỏ đây nè. Phải vì nó lâu dài. Nó lâu là được. Con này nó nuôi ra từ hạt lò. Xong bên thì rồi. Phải chi vào gì? Đây là bá rượu sao ấy? Cái con ngồi nó rượu xong rồi. Bá rượu. Ngon nhỉ? Tao. Mà nó mà mê đi chứ hả? Ô, có mấy anh em nhà Chí là khu vực nào hết nhà ta ở bên trên kia? Đây có một nhà tí kia dưới. Anh em lên thăm mấy nhà anh em kia một chuyến đi. Ừ. Xem cái nhà gia đình hoàn cảnh như thế nào không? Đi nó xe để đây hả? Đi bộ cũng được, đi xe cũng được mà. Đi xe chào lên mình kia thôi. Không, xe để đây thôi. Bá rượu, đây là bá rượu. To đấy nhỉ. Có nhà không, mấy anh em kia có nhà hết không nhỉ? Mấy anh em của Chí á? Còn mấy còn 5-6 em chưa có. Bố em chưa ở chung nhà. 5-6 anh em vẫn còn ở chung nhà này á? Còn tao bố em ở chung nhà này. Rồi còn bố em, có bố em trai nữa. Còn bốn em trai nữa, nhà ở đâu? À chung nhà này luôn à? Nhưng lấy vợ chưa? Tay diệt là 3 hàm thống em. Bốn anh em tách riêng rồi. Tay diệt ở dưới này là 3 ở dưới kia là 1. À còn là 3 cái em này. Bốn em chung này. Ở chung tất cả ở chung đây hết rồi. Ở chỉ nô ga. Ôi từ nô cho. Ở chung bố hết rồi. Thế bây giờ là còn bốn anh em này lấy vợ chưa nhỉ? Chưa lấy. Chưa lấy à? À vẫn còn thanh niên. Gia đình này hôm nọ cũng lướt qua một lần thôi.
bốn nhà già. Ừ. Gia đình là cái nhà này. Đấy, cái này là còn tất cả có mấy người ở nhà này nhỉ? Đây chỉ một người này nè. Cái chưa? Cũng chưa tụ. Cái chưa chưa ăn ờ tao hộ. Tao hộ chưa biết gì tụ. 8 người ở nhà này. 8 người. Vâng. Ui giời. 8 người có hai cái đường này thế á? Thế thôi. Đường này bé tí thôi này. Đường này 4 người. Vâng. Đường này ngủ được 4 người á? Vâng. 8 người ở đây. À hình như ngủ trên gác nữa sao ấy? Chắc là sẽ sao được chứ. Hả? Sao được ngủ dưới này thôi á? Ngủ dưới với này. Bên ngoài có ngoài cửa một giường nữa. Ở kia trong nhà là hai giường nhá, ở ngoài này là một giường quý vị, tất cả là có 8 người. Ngủ ở phía bên ngoài trời rét này rất là lạnh luôn đấy. Ở đấy cũng vừa ngủ ở đây mà cũng chủ yếu là vừa kiểu như là trông coi lợn với cả bò ấy, các thứ ấy. Đấy. Bây giờ Ngọc với cả mấy anh em qua lướt qua mấy hộ bên kia một tí. Đi đi, cầm túi kẹo đi gặp các cháu mình chia. Đấy. À bên kia một nhà đấy nhờ. Ô nhà kia cũng khác từ nhà Chí đâu. Cũng như nhà Chí nhờ. Vâng, như nhau hết. Đây mẹ em Chí đi đưa đi đấy quý vị nhá, đưa đi đầu tiên này. Nhà này là nhà con thứ mấy nhỉ? Nhà con thứ tư à? Nhà này cũng với nhà Chí thì cũng giống hệt như nhau luôn. Đây ở phía bên ngoài đây nhá quý vị nhá. Nhà này rất hẹp luôn. Nhà này hẹp hơn nhà Chí nhiều nhá nhờ. Có nhà không? Đi cứ vào nhà đi, vào nhà thăm nhà đi. Đi vào nhà đi em. Đây là phía bên trong nhà nhá quý vị nhá. À, vợ em, à em này là hôm nào cũng hộ ấy đây. Em này là cái em đi đi xe đỏ đỏ nhá, em cái gì nhỉ? Hôm nào có cái em đi em nhà này là tên là gì nhỉ? À, No. Em no. Tomino. Chia kẹo đi, chia kẹo cho các cháu đi. Nó tha. Ô sao mà không mặc quần cho các cháu vào? Ở đây cho các cháu không mặc quần nha, em mà không quay vào người được nha quý vị nhá. Các cháu cũng đang không mặc quần, có hai cháu. Nhà này có mấy con nhỉ? Thứ sinh nhất là hai mà. Có chỉ cùng, mỗi chỉ cùng mà. Qua. Nhà này có mấy con à? Hai con à? Hai con. Đây có cháu đây ở dưới không mặc quần nha quý vị nhá. Sao bảo không bảo mặc quần nó cho các cháu? Không có quần áo à? Đây bếp đây nha quý vị nhá. Ở trong nhà cũng không có cái gì. Ở trên thì lợp lá vanh. Xung quanh thì cây cỏ voi. Nhà này tất cả 4 người, 4 cả nhà là chung với nhau một cái giường này à? Giường này này. Không phải ngại, bảo thì gọi nhau không phải ngại đấy, quay để cho các mạnh thường quân họ xem ấy, họ có thể giúp được gia đình không? Đây 4 người chung nhau một cái giường này quý vị nhá, cả nhà có một cái giường. Ở kia là mẹ em Chí, cả em Chí này. Em cái gia đình này mà tức là cái em nô mà hôm nọ mà cái em đi cái em hôm nọ chở xe rùa thì lao xuống vực đấy phải không ạ? Dạ không. Phải mà. Phải. Hôm nọ chở cái xe rùa lên ấy.
Đúng rồi, cái nhà này mới là nhà phải của xe dù đấy. Ờ, đây nhà này đây. Vâng. Nhà này cái em hôm nọ chở xe dù bị lao xuống cái bãi ngô đấy, là chính là cái em đấy. Là cũng không không khổ đấy. Đây cũng không có cái gì nhá quý vị nhá, trong nhà đấy, trong nhà. Để thăm qua qua như vậy thôi để quý vị nắm rõ hơn về tình hình của nhà em Nô, tên là Nô. Cái này là làm cái thùng mật ong à? Thùng mật ong. Nhà này hẹp với nhà Chí rất là nhiều luôn. Ừ, hẹp hơn. Có nhà nào nữa không? Hết rồi. Hết rồi à? Còn tí nhà ở dưới mà. Đi xa không nhỉ? Còn hai nhà nữa. À. Cái gì đây, đây là cái gì đấy? À, mật ong. Mật ong rừng. À, không phải mật ong rừng mà mật ong nuôi thôi. À. Cái này chuột đấy. Ngọt không? Ngọt đấy nhá. Ngon, cái này ngon. Thôi mấy giờ? Thôi ăn thử tí thôi. Ra ngoài đi ăn. Nhiều ấy. Đây có một cái thùng đây này. Tổ ong đây quý vị. Ở bên kia có hai hộ, bên kia là nhà nào ấy nhỉ? Hai hộ bên đấy là nhà nào ấy? Cùng anh em nhà này à? Cùng anh em trong gia đình này luôn. Có một cái nhà hộ này này. Ở bên kia cũng có nhà y hệt như thế luôn này. Bây giờ nuôi 7 đứa con. Nhà đấy 7 đứa con? Ừ, chồng chết rồi. Chồng chết rồi? Ừ. Nhà đấy là Liêm Sơn sao ấy? Liêm Sơn. Nhà đấy xã khác phải không? Xã khác. Còn nhà này, nhà hai ở bên kia cũng có hai hộ lá tanh đấy nhá quý vị nhá. Đây là nhà mình luôn. Ừ, cũng anh em nhà này luôn. Đây. Nhà cái hơi xa này em Ngọc có dịp sẽ chia sẻ cho quý vị xem sau nhá. Đấy, xung quanh đây là cũng đất là của nhà mấy anh em. Nô này đi đâu nhỉ? Nó đi lòng, lấy ong á? Ở đâu ong tận đâu? Muốn ở xa. Cho đi cho các cháu ăn đi. Anh mày ăn mà đi. Ăn đi. Ong ở đâu nhỉ? Đi đâu? Ong ở dưới nhà giá. À, nuôi ở đấy à? Không, nó lên rừng rồi. À, lên rừng á? Ờ, nó chạy đi à? Không phải nó chạy nhưng mà nó chỉ chạy ra chỉ chạy ra. Ờ, ăn đi mấy anh em đi. Đến đây thì nhà em mới mời ăn ong. Rồi, ăn rồi, ăn đi. Rồi, tiếng ăn, ăn đi. Ăn đi. Nó. Rồi, ăn đi. Em ăn đi. Em anh Ngọc. Thôi ăn đi em, anh em ăn đi. Cái này không lấy nó cái này không quay à nhỉ? Cái này là nguyên chất. Nhưng mà không quay ra thành mật, không bó ra thành mật à? Có chứ. Không quay. Thế này phải lấy cái bóp à? Bóp. Nhưng mà nhà em đi không bóp ra nhỉ? Sáng nay nó vừa lấy về. À, sáng nay vừa lấy về á? Sáng nay nó vừa lấy về xong là nó cứ bóp. À. Để cấm nó ấy hết mà. Mà ong chuẩn luôn đấy. Nó đi uống chỉ đấy. Cái này là mẹ em Chí là mời mấy anh em ăn nhá quý vị nhá. Ăn đi ăn đi mấy anh em ăn đây, không ăn đâu. Ăn vừa nãy anh ăn một tí thôi. Đây là ngôi nhà rất là thấp luôn quý vị, thấp mà hẹp. Hai vợ chồng này là cưới nhau được mấy năm rồi ấy nhỉ? Ba năm rồi. Nhà này là ở làm được mấy năm rồi? 2 năm. Nhà này 2 năm gì? Có nghĩa là cưới nhau về 1 năm là ở riêng luôn. Có nghĩa là cưới nhau được 3 năm nhưng nhà này ở 2 năm rồi. Tôi anh em mình tham quan thế thôi nhỉ, xong có gì hôm nào có dịp ở. Hôm nay,
tàu mà. Tiền gì ấy, tiền gì ấy? Mua mật ong này à? Bán 50 nghìn mật ong này á? Bằng này bán 50 nghìn đấy á? Rẻ thế? Không, em mua mà. Em mua hết bằng này à? Bằng này, 50 nghìn. Bán 50 nghìn đấy á? Không phải, em mua mà. Biết rồi, nhưng mà 50 nghìn thôi thì rẻ nhỉ? Đó là mà nãy tôi xếp đồ xây lì chứ không? Sao con xếp đồ không bao nhiêu con? Đấy, bí thư ta bảo mua nhưng mà mẹ em nô bảo là bán 50.000 thôi. Thì em bí thư ta vừa giả tiền 50.000. Cái này kiếm dùng vừa bán vừa cho ấy. Với cả còn có cái sáp này, nó cũng không có bao nhiêu mật. Mà mất xì con đâu hả? Cái này phải có đường nửa lít đấy nhờ. Hàng lít đấy. Một chai thôi. Hả? Một chai. Bóp lên luôn à hay sao ấy? Bóp chứ. Bây giờ bóp luôn á? Bóp luôn không ấy, lấy về nhà thành tay hàng bóp. Lấy cái túi bóng về hết. Lấy về nhà hàng bóp. Lấy túi bóng thôi. Lấy nhà bóp được rồi. Mà cái em hăng chua tôn gì à? Mày chứ, con nó ôn trong cái. Bạn thấy có rẻ quá không? Một chỉ bao à? Hả? Không biết. Nhưng mẹ em chỉ bảo bán 50.000 thôi thì. À. Đây mẹ em chỉ bảo thế đúng không? À đúng không? Thế là cô mẹ em chỉ mẹ các em này bảo bán 50.000 thôi nhá quý vị nhá. Mà tránh thì phải. Bỏ ra được 1 chai 65 đấy nhỉ? Được đấy. Hơn 15 vi mà. Em mua đi ai? Mua đi. Cái này nó sáp nhiều đấy mà. Mật ong rừng hay là mật ong nuôi đấy? Mật ong rừng. Mật ong rừng luôn à? Bắt ở đâu? Bắt tinh ngũ rồi đấy. Mà xe ó. Em mua đó mà, em mua này ó. Thôi đèn tí cho nó. Tao chết không gì lớn lắm. Rồi, thế rồi, thế rồi. Tôi lấy thế thôi ra, để lại người ta lên 50.000 lấy ít đi thôi. Lấy cả thau người ta chứ. Về ăn nữa. Thế thôi. Lấy một ít đó. Tôi lấy một nửa thôi, để gia đình một nửa đi em. Thế thôi. Sao mà Thôi không lấy nữa đâu. Được rồi. Thôi. Mù chê. Tao. Đi về đi em ơi. Cần thế thôi. Xanh nhá, xanh. Xanh. Ở đi qua đường này. Mấy cái hộ bên kia thì không có nhà, mấy anh em đấy không có nhà, toàn đi làm hết rồi nhớ quý vị nhá. Để mà hôm nào sẽ là mấy anh em có nhà sẽ qua chia sẻ cho quý vị biết là cái tình hình cũng như là cái hoàn cảnh của mấy anh em nhà em Chí. Đây là rượu à? Thôi mù chê nhá. Đây gà qué các thứ rất dài rộng. Đi về đấy nhờ. Tao chết không gì lớn lắm. Rồi, thế rồi. Tôi lấy thế thôi ra, để lại người ta lên 50.000 lấy ít đi thôi. Lấy cả thau người ta chứ. Về ăn nữa. Thế thôi. Lấy một ít đó. Tôi lấy một nửa thôi, để gia đình một nửa đi em. Thế thôi. Sao mà Thôi không lấy nữa đâu. Được rồi. Thôi lấy thế thôi, không lấy đâu. Được rồi, để nhà đi. Thôi chia. Thôi. Mù chê. Tao. Đi về đi em ơi. Cần thế thôi.
xanh đó. Ờ đi mà, không xem mà. Như là thôi cho chị đi. Ý chị là không xem. Xanh nhá, xanh. Ờ đi qua đường này này. Mấy cái hộ bên kia thì không có nhà. À, mấy anh em đấy không có nhà, đang đi làm hết rồi quý vị nhá. Để mà không nào sẽ là mấy anh em có nhà sẽ qua chia sẻ cho quý vị biết là cái tình hình cũng như là cái hoàn cảnh của mấy anh em nhà em Chí. Đây là rượu à? Thôi mù chê nhá. Đây gà, qué các thứ rất là rộng. Đi đi về đấy nhỉ.